Ăn gì em đi? Coi ăn gì à? Nè, đi coi nè. Nè. Sợ không? Sợ không? Sợ không? Sợ lửa không? Sợ lửa. Nè nè, nè. Nè. Thơm không? Thơm không? Nè. Thơm không? Cái đó cháy rồi đó. Ồ, nóng quá. Nè 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 tôi nè tôi nè té nè tôi nè thơm không thơm không nè nè thơm không nói cho mẹ nghe coi thơm không thơm không nói thơm thơm không thơm hay không a gì mà a đốt cho tới lúc mà nó khói nó chảy ra cái lỗ này. Chuối đâu vô ra chổng mà giao lị. Cái phòng của mình á, có em bé á, cái nhiều khi để tã tã tụi nó mặc rồi á, để tã đó cái bắt đầu cái phòng nó bị nghe mùi, nó bị hôi, với lại có em bé rồi, có em bé trong phòng nữa, nó không có sạch đó, nó bị hôi. Thế là ngày nào cũng phải đốt đốt một cái viên như vậy, đốt ở đây mà nó bay vô tới bên nhà trong luôn. Còn khi nào á mà muốn á bên nhà trong với cái phòng thơm á thì đem vô ở trong nhà giữa gian nhà thờ á, đốt một cái trong gian nhà thờ là nó thơm mấy tiếng đồng hồ luôn, mà nó thơm lắm. Bắt đầu khói xuống rồi.